Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình cho các bác mẫu xe Twitter Slide được trang bị một bộ chuyển động của Shimano 105. Đồ nguyên bản chính hãng nhập khẩu nguyên chiếc. Chiếc hãng Twitter này thì nó cũng rất là quen thuộc với các bác chơi xe Việt Nam. Đấy, một thương hiệu Đức được trang bị một bộ khung full carbon đồ 105, nước sơn nguyên bản. Đấy, rất là đẹp. Xe rất là mới. Em đánh giá chiếc xe này nó phải 90-95% mới. Các bác nhìn từ xích lip còn rất là trắng. Thiết kế khung dẹp, thiết kế khung dẹp khí động học cản gió. Còn những cái chi tiết chữ nổi này là phản quang các bác nhé. Đấy, để các bác khi đi ban đêm nó rất là đẹp và giữ cái độ an toàn khi đi trời tối. Phần khung dọc này nó bo, nó có một cái đường bo theo bánh nhìn rất là đẹp. Nó đi đồ 105, đi vòng khối lỗ phần cao bản nhôm, phần nhôm cao bản. Giá bán chiếc xe chỉ bên em chỉ là 14,8 triệu đấy, mà các bác đã được khung carbon đồ 105 rất là xịn như này. Mình giám sát vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề này, các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 45 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Chiếc xe có size là size S, size trung bình, size nhỏ. Các bác đi từ khoảng 62, 63 đến 72, 73 là phù hợp. Twitter Sliber 2.0 trang bị đề thông 105 với 11 tầng vít, 3 tầng đĩa cho 22 tốc độ khác nhau. Chuyển động của chiếc xe như các bạn thấy trên hình nó rất là mượt mà. Đấy, đi vòng cuối lộ nghe rất là hay. Đấy, bán như em nói ngay từ đầu là 14,8 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác rẻ hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà vẫn đang đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.